cái dòng gỗ này thì chia sẻ với anh chị em là từ cái công tẩy rửa là cực kỳ khó, nên là rất ít các bác thợ làm cái dòng gỗ này anh chị em nhá, vì là nó tẩy rửa rất là khó luôn. Đặc biệt thứ hai là với cái dòng gỗ này thì cái độ lớp răm của nó nhiều, nó lên rất nhiều anh chị nhá, nhiều nên là phải làm hàng này nó tỉ mỉ thì nó không đỡ bị nó lớp răm cho nó sẽ xấu hơn. Có lớp răm thì cũng xử lý được, nhưng vấn đề là không có lớp răm thì nó sẽ làm tuyệt vời hơn. Như tác phẩm này đây anh chị em ngắm này, nó sẽ không lớp răm, và bên em làm nó cẩn thận nên là cái độ lớp răm nó cực kỳ ít luôn, nên là hàng này em làm anh chị em về chơi thì nó đảm bảo về cái chất lượng. Cái thứ hai là cái dòng này, cưới dòng này thì em làm thì chị em nhá, đảm bảo cho chị em về cái độ màu vẫn màu này tự nhiên, anh chị em mình chơi nó không xuống màu với anh chị em nhá, nói chung là không xuống màu, có xuống nhưng mà tỷ lệ xuống nó rất là ít, anh chị em về chơi thì nó vẫn được cái màu này để anh chị em mình chơi luôn. Đây là mặt sau này, em quay hết mặt sau này, giới thiệu chi tiết cho anh chị em mình hết cả mặt sau. Mặt sau thì chia sẻ anh chị em, đây là cái phần gỗ của gỗ nhá, em để tự nhiên nhá, đây là cái phần gỗ này là để tự nhiên của gỗ luôn này. Đấy, nhiều đôi khi là anh chị em mình như cái phần lũa này, anh chị em mình về sờ vào nó xa tiên này, nó lại có cả cái vảy gỗ hay là cái da gỗ. Đấy, là bên em để tự nhiên của gỗ, bên em không chế tác nên nó để nó thành như vậy. Nếu mà anh chị em mình thích chế tác thì bên em sẽ cào ra thì nó sẽ hết cái này thôi, nhưng mà mất cái phần lũa tự nhiên thì nó sẽ không được đẹp. Đấy anh chị em nhá, vì là khi cào ra thì nó có độ phẳng từ trên xuống thì nó không được phẳng, nó lồi ra lõm vào, nó không đều nhau được, nên là em để nguyên như thế để cho anh chị em mình chơi. Còn cái phần trước này anh chị em này, phần trước này anh chị em là cái phần nu. Phần nu thì bên em có chế tác và đục ra, quay quật và sơn BU lên rồi, vì nó là cả một cái mặt liền này, nên anh chị em mình chơi cái tác phẩm như này thì anh chị em mình nó đảm bảo về cái thẩm mỹ hơn anh chị em nhá. Hàng này anh chị em nhá, tẩy rửa ra làm rất là nhiều nước lót mới tạo ra một tác phẩm này đẹp như này. Còn anh chị em hàng này thì em đã hoàn thiện rồi, còn nếu mà khi anh chị em mình muốn bán bóng hơn nữa thì anh chị em mình bảo em nhé, khi anh chị em mình giao lưu muốn bóng lại cho thật bóng nữa thì bảo em để em làm bóng hơn, vì là cái nước này là em nước bóng này em làm một nước bóng rất là cao cấp rồi, nó sẽ bền màu của nó có như thế này thôi, còn nếu bóng hơn nữa thì anh chị em bảo em sơn lại cho nó mới cũng được anh chị em nhé. Vì này là một như thế này anh chị em thấy là nó quá là đẹp xuất sắc rồi, chị để em quay vào cho anh chị em mình ngắm rõ hơn về tác phẩm này nhé. Đây, quay sát vào cho anh chị em mình ngắm rõ cho em này. Trước tiên thì anh chị em mình phải ngắm cái đầu rồng trước. Đấy, đầu rồng thì bên em làm anh chị em thấy này, cái độ đục rất là đẹp, râu này bên em làm liền hết vào đây luôn nhá. Đấy, và đây anh chị em mặt này, mặt mũi chú đầu rồng rất là đẹp, bên em đục rất là đẹp luôn. Thứ hai anh chị em dưới là cái dáng thế này, cái đường vây, đường vẩy bên em chặt tỉa, nó đào nó không bị kẹ. Anh chị em nhá, những cái đường này nó không bị kẹ gì cả. Đấy, cái vết xù của gỗ đây nó không có anh chị em nhá, làm nó kỹ, nó nhẵn nhụi, nó không có đâu. Đấy, rất là đẹp luôn. Và cái chất lượng nu thì đây này anh chị em nhìn cái chất lượng nu này, chất lượng nu là nu 3D anh chị em ạ, nhìn nó lượng nu lên rất là đẹp. Và đây cũng là vùng quanh nu như nên em chế tác nên là anh chị em mình không nhìn thấy nu đâu ạ, không nhìn thấy nu đâu, được chưa anh chị em thấy không ạ. Một cái tác phẩm này tôi hỏi rất là nhiều công, từ cái khâu gỗ nu nhiều và cái khâu hoàn thiện sơn mê u cũng rất là kỹ càng để tạo nên ra một tác phẩm đẹp anh chị em ạ. Trước thì em có như trên đấy là chiều cao là 6755 và sâu là 22 anh chị em nhá, sâu 22. Tác phẩm này thì nếu mà anh chị em mình giao lưu được sản phẩm này của bên em trai thì em trai sẽ để giá rất là yêu thương. Từ nhỏ trên tại cửa hàng thì bên em đang giao lưu bán tác phẩm này anh chị em nhá. Đấy, tại cơ sở sản xuất bên em thì là 5.800.000 đồng. Nếu anh chị em là chốt tác phẩm này trong buổi live ngày hôm nay, em để giá là 5.500.000 đồng thôi anh chị em nhá, 500.000 đồng thôi. Và đây là một cái món quà, nếu anh chị em chốt trong buổi live ngày hôm nay thì em sẽ tặng thêm cho anh chị em một cái phần quà thú vị này. Đấy, từ tối giờ là chưa anh chị em là ủng hộ, vẫn còn xuất vòng này để anh chị em mình sở hữu nhá, vẫn còn một chiếc vòng này để anh chị em mình săn đón và sở hữu tác phẩm này, gỗ trầm hương và tỳ hưu bằng vàng anh chị em nhá, bằng vàng luôn anh chị em này. Đó, với bác nào hỏi anh có kết tác phẩm được không?